Và ngay sau đây chính là gian hàng của khẩu trang y tế. Dạ. Và hiện tại đang với một mức giá rất là ưu đãi, là chúng ta sẽ có 30k Bitcoin và 30k tiền mặt khẩu trang y tế ạ. Chắc chắn rằng trong thời điểm hiện tại thì mỗi người cũng nên sở hữu cho mình những chiếc khẩu trang để mà khi ra đường thì chúng ta đảm bảo sức khỏe cho mình nha, cũng như là chúng ta gìn giữ những điều thật là tốt đẹp cho chính bản thân của mình. Và giờ đây thì xin được mời quý vị sẽ cùng đến với gian hàng của khẩu trang. Xin được mời chị hãy giới thiệu một tí về sản phẩm của mình ạ. Dạ, cái khẩu trang này là đạt chuẩn của bệnh y tế. Nó có logo ở đây hết ạ. Dạ, một hộp này có 4 bịch nhỏ, có bịch nhỏ là có 5 chiếc, là có 2 chiếc. Và với giá là 30%, 30k tiền mặt và 30.000 tiền mặt. Dạ, dạ. Và sản phẩm chất lượng khẩu trang y tế được chứng nhận. Đấy, rất là chất lượng nha quý vị. Hãy sở hữu ngay cho mình một sản phẩm này. Mức giá là 30k Bitcoin và 30k tiền mặt nha. Dạ, xin cảm ơn chị rất nhiều ạ.